Các điểm trường trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng tổ chức hợp mặt kỷ niệm 41 năm truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam. Tại buổi hợp mặt, các đại biểu đã ôm lại truyền thống vẻ vang ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong năm học 2023-2024, toàn quận có 196 cán bộ giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 6 chiến sĩ thi đua cấp thành phố với nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức viên chức đã giúp cho ngành giáo dục và đào tạo quận thốt nốt luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về giáo dục và đào tạo của thành phố